vị, liên quan đến lĩnh vực môi trường, nhiều hộ dân ở thôn 8, xã Đắc Ru, huyện Đắk Chơ Lấp phản ánh gần một năm nay, trang trại heo của ông Đặng Văn Tuệ, chú cùng thôn, bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của bà con. Mặc dù đã nhiều lần đề nghị ông Tuệ khắc phục, nhưng đến nay mùi hôi từ trại heo vẫn còn phát tán ra môi trường, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Nhiều hộ dân ở thôn 8 phản ánh mùi hôi từ trại heo của ông Tuệ bay theo gió đến khoảng 2 km. Ám ảnh của các hộ là nhiều lúc vào bữa ăn hay giờ đi ngủ cũng phải hứng chịu mùi hôi từ trại heo. Nhà tôi thì cách trại heo khoảng độ 700 mét. Đây là nhiều lúc là gió mùi nặng quá, thực sự nó rất là khó chịu. Nên cũng mong các cấp chính quyền địa phương vào can thiệp cho bà con chúng tôi. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trại heo là hộ anh Nguyễn Văn Thi. Vườn cây trồng của anh Thi giáp với trại heo, còn nhà ở của anh cách trại heo 50 mét. Anh Thi cho biết, vụ thu hoạch cà phê vừa rồi, anh không thuê được người hái. Ai đến cũng từ chối vì không chịu được mùi hôi của trại heo. Nhiều đêm anh cùng vợ con phải đi ngủ nhờ nhà người thân. Nó thúi ở nhà chịu không nổi. Không phải một mình em không, nhưng cũng xung quanh luôn, nhưng mà một mình em là chịu nặng nhất. Nhiều khi đi làm ra giường làm cũng đâu nổi đâu, vô nhà ngủ còn không nổi, ăn cơm mà vô làm ăn cơm á mốc cái mùi cái phải đóng cửa suốt ngày nhưng mà nó vô rồi cái chịu đâu nổi đâu. Theo các hộ dân, việc chính quyền địa phương và đơn vị chức năng cấp phép hoạt động cho một trại heo nằm trong khu vực đông dân cư là không phù hợp. Không chỉ ô nhiễm không khí, các hộ dân lo ngại trại heo nằm gần suối Đắc Ca có thể gây ảnh hưởng đến nguồn nước. Bức xúc vì phải sống trong bầu không khí ô nhiễm, nhiều hộ dân đề nghị chủ trại heo xử lý chất thải đúng quy định, không để ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Trại heo của ông Tuệ được Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Sở Lấp cấp phép hoạt động năm 2022, quy mô 495 con. Theo ông Tuệ, việc để mùi hôi phát tán ra môi trường ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh là do sự cố vỡ bạt phủ bể chứa chất thải. Bây giờ thì cũng không tránh được cái mùi bốc mùi lên, nó cũng kiểu như là cũng gia đình cũng đang thì xong cái nữa này thì cũng kiểu như là cũng cố gắng để khắc phục lại những cái gì mà đang còn thiếu sót. Trước thông tin phản ánh của các hộ dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắc Ru cho biết đã yêu cầu chủ trại heo thực hiện nghiêm túc các biện pháp vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải, xử lý mùi hôi để giảm thiểu việc phát tán ra môi trường xung quanh. Bà con cũng có phản ánh ra ủy ban chúng tôi và trực tiếp làm mà trong đó thì hộ ông Đặng là khắc phục, đảm bảo. Tuy nhiên là nói về trại heo thì nó ít nhiều chứ có ảnh hưởng, nhưng không phải là không tránh khỏi cái việc đó. Nên việc đây là vận động gia đình là làm tốt cái khâu môi trường, khỏi ảnh hưởng đến bà con xung quanh. Để phát triển kinh tế cho hộ gia đình thì tất nhiên là các hộ xung quanh người ta vẫn ủng hộ, nhưng mà để đảm bảo được cái môi trường đó là cái hộ chăn nuôi phải đảm bảo cho nó tốt.